chào các anh chị đang xem phiên live stream của Hyundai D tháng 6, mùng 10 âm lịch tháng 6. Hôm nay trở lại với chủ đề là dịch vụ chất công nghệ xanh đang diễn ra tại quán cà phê Như Ý ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Thì trong chương trình ngày hôm nay sẽ diễn ra sự kiện trưng bày lái thử dòng xe H150, N250 và S8 kết hợp với chương trình lái thử kết hợp với chương trình sửa chữa lưu động tại khu vực quán cà phê Như Ý của phường Thốt Nốt ngày hôm nay. Thì hôm nay trong chương trình Hyundai D tháng 6 thì khách hàng mà mua xe trong chương trình thì sẽ được tiền mặt lên đến 20 triệu đồng. Riêng khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa lưu động của Hyundai Quốc Việt tại trong chương trình ngày hôm nay thì được sẽ giảm được 20% chi phí công thợ. Kính thưa quý hàng, Hyundai D là một ngày hội siêu khuyến mãi của Hyundai Thành Công Thương Mại diễn ra vào mùng 10 âm lịch hàng tháng. Quý khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và những quà tặng giá trị thông qua sóng live stream Hyundai. Và khách hàng đừng rời mắt khỏi màn hình để theo dõi xuyên suốt sóng live stream để có cơ hội nhận về những siêu ưu đãi đầy hứa hẹn này ạ. Và kính thưa quý khách hàng, Hyundai Quốc Việt là một trong những đại lý 3S vùng đầu tiên của Hyundai Thành Công Thương Mại, kinh doanh các dịch vụ về xe tải và xe bus thương hiệu Hyundai với nhiều địa điểm trưng bày lái thử như 3S tại địa chỉ số 9A quốc lộ 91B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hoặc địa chỉ tại BOS là 206 ấp Tân Quế Tây, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Bên cạnh đó thì Hyundai Quốc Việt là cũng nhiều năm kinh nghiệm trong việc mà đóng thùng, hiện tại có xưởng đóng thùng chuyên về lắp ráp các loại thùng như là thùng muối bạc, thùng lửng, thùng ben, thùng đông lạnh, hay các thùng chuyên dụng như là thùng xăng dầu, thùng chở gia cầm, gia súc, hoặc là các thùng có chi tiết theo nhu cầu của khách hàng. Thì quý khách hàng có thể liên hệ số hotline 0949 243 888 hoặc số hotline dịch vụ 0827 111 77 để được tư vấn các dịch vụ của Hyundai Quốc Việt cung cấp. Thưa các khách hàng, qua các phiên live stream trước thì Hyundai Quốc Việt đã truyền tải cho các anh chị về nhiều thông tin liên quan đến thông tin xe, thông tin của đại lý và sự quan tâm về các dòng xe của Hyundai, hay là quy trình dịch vụ 6 bước hoặc là quy mô về xưởng dịch vụ, xưởng đóng thùng của đại lý. Thì hôm nay trong phiên live stream hôm nay em xin chia sẻ đến quý khách hàng những thông tin về tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cùng với đó là những thông tin liên quan đến cái tiêu chuẩn khí thải này. Thì kính thưa quý khách hàng, theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ thì ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì tất cả ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu vào Việt Nam thì phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Vì vậy mà cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 này sẽ là tiêu chuẩn gì mà chúng ta cần phải áp dụng trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2022 thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị giải đáp được cái câu hỏi đó là tiêu chuẩn mức thải mức 5 là gì và ô tô có bao nhiêu tiêu chuẩn mức thải. Thì ở câu hỏi này em xin được phép giải đáp thắc mắc cho các anh chị về cái mức Euro 5 như sau. Đó như là hiện tại thì các dòng xe mà đang sử dụng mà đang lưu hành tại Việt Nam bây giờ á, thì mình đang sử dụng là mức khí thải mức 4, Euro 4. Thì trong giai đoạn này thì giai đoạn chuyển giao và ra mắt cái sản phẩm Euro 5 thì tiêu chuẩn Euro 5 sẽ là mức tiêu chuẩn cao nhất giúp cho các phương tiện ô tô á, nó có thể là thải ra khí thải ít độc hại và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thì hiện tại Hyundai đang cho chuẩn bị sắp ra mắt và cho ra mắt cái dòng khí thải dòng xe tải mà đang áp dụng công nghệ Euro 5 này, và trong thời gian sắp tới thì quý khách hàng có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage của Hyundai Quốc Việt, fanpage của Hyundai Thành Công Thương Mại để mình có thể hiểu thêm cái thông tin về cái dòng xe mà được áp dụng công nghệ Euro 5 này đối với sản phẩm Hyundai ạ. Thì kính thưa khách hàng, xu hướng chung của toàn cầu đó là giảm phát thải ô nhiễm môi trường và cũng làm cho môi trường có một cái môi trường sạch sẽ hơn, giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên của trái đất. Thì Euro 5 là một yêu cầu tất yếu cho cái việc theo cái xu hướng mà của công nghệ xanh ngày hôm nay. Hyundai sắp cho ra mắt sản phẩm Euro 5 cũng góp phần vào phát triển theo cái xu hướng mà để công nghệ xanh. Thì hiện tại thì công nghệ mà được sử dụng trên động cơ sản phẩm Euro 5 Hyundai á, sắp áp dụng đó là công nghệ hồi lưu khí xả, thì không sử dụng ure. Cái điều mà không sử dụng ure này á, giúp cho khách hàng có thuận tiện sử dụng và tiết kiệm được một khoản chi phí trong cái quá trình vận hành xe. Công nghệ này sẽ đưa ra một lượng khí thải trở lại đường nạp, giảm cái nồng độ oxy mà dẫn vào động cơ, thì hạ thấp được cái độ cháy của xi lanh, từ đó thì giảm được cái nồng độ nitrogen oxit. Khí thải NOx là một trong những khí thải gây ô nhiễm không khí và nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Một trong những ưu điểm của cái hồi lưu khí xả này đó là giảm lượng phát thải
và tăng hiệu suất động cơ, giảm độ ồn của động cơ. Thì so với một số động cơ khác ở một số thương hiệu khác thì người ta sử dụng hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ bằng ure. Đó là một trong những nó sử dụng ure để xử lý khí thải. Thì công nghệ hội lưu khí xả này nó sẽ có ưu điểm nhiều hơn so với công nghệ mà sử dụng ure, và nó tiện lợi hơn. Một trong những cái tiện lợi của đó là ure thì khi mà khách hàng sử dụng xe có xử lý khí thải ure thì khách hàng sẽ phải tốn thêm chi phí để mua chất ure, dao động khoảng 3 lít đến 6 lít cho 100 lít dầu cho một cái xử lý khí thải này. Cái hai là khách hàng có thể phát sinh thêm chi phí sửa chữa bảo dưỡng cho cái động cơ xử lý khí thải. Cái thứ hai đó là công suất động cơ thì có thể bị giới hạn nếu như mà trong quá trình vận hành thì cái lượng mà ure này nó thấp hơn. Kéo theo đó là quý khách hàng phải khởi động lại động cơ khi mà động cơ này nó bị giới hạn, nên quá trình động phải là khởi động lại cái động cơ bằng một cái thiết bị chuyên dùng thì khách hàng mới sử dụng tiếp tục được. Thì không chỉ vậy mà ngoài ra thì cái việc mà ure á là nó không phổ biến như dầu diesel, do đó thì chỉ có một số trạm nạp ure là để có thể nạp ure được cho xe. Do đó thì khách hàng thường á là sẽ dự trữ và mang vác thêm cái phần mà ure thay vì xăng dầu mình ghé đổ được ở tất cả các trạm. Thì thì thưa khách hàng, thì trong sự kiện ngày hôm nay thì mình sẽ hoạt động diễn ra trưng bày và lái thử sửa chữa bảo dưỡng ở tại cao quán cà phê Như Ý của phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trong giai đoạn từ 7 giờ đến 15 giờ. Thì hiện tại ở đây thì Hyundai Quốc Việt luôn chuẩn bị các phụ tùng bảo dưỡng như lọc dầu, lọc nhớt và các sản phẩm phụ tùng của xe có thể thay thế phục vụ cho khách hàng trong cái màu sửa chữa bảo dưỡng tại vị trí ngày hôm nay. Nhưng mà như khách hàng thấy đó là hiện tại là có một số khách hàng ta đang chuẩn bị lấy thử cái dòng xe N250 là một sản phẩm của Hyundai. Và một số nữa, một hồi nữa em sẽ phỏng vấn một số anh chị để có những chia sẻ cụ thể hơn về cái cảm nhận mà khi lấy thử dòng xe N250 của Hyundai à. Và trong phiên livestream ngày hôm nay sẽ có một cái phần mini game, cũng như là các anh chị có những thắc mắc nào cần giải đáp thì các anh chị cứ inbox trực tiếp trên fanpage của Hyundai Quốc Việt, và trong sóng livestream này thì em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các anh chị liên quan đến sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng cũng như là lái thử trưng bày các dòng xe, rồi các thông số kỹ thuật của xe chẳng hạn ạ. Em sẽ hỗ trợ các anh chị trong cái việc mà tư vấn xe sản phẩm Hyundai ạ. Như em đã đề cập ở trên thì trong thời gian tới thì Hyundai sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm Hyundai mới sử dụng công nghệ xử lý khí thải theo tiêu chuẩn mức 5, đó là công nghệ hồi lưu khí xả. Đây là một trong những công nghệ mới mà Hyundai đã áp dụng cho các dòng sản phẩm của Hyundai để cho ra mắt người tiêu dùng trong năm 2024. Mục đích của cái áp dụng công nghệ mức 5 này đó là giảm phát lưu khí thải ra môi trường, giảm được các tác động của môi trường như hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên của trái đất làm ảnh hưởng trực tiếp đến con người ạ. Thì trong sự kiện ngày hôm nay thì có sửa chữa lưu động từ 7 giờ đến 15 giờ tại quán cà phê Như Ý. Thì hy vọng rằng các anh chị sẽ có những cái chiếc xe của mình đem đến đây thực hiện việc bảo dưỡng để Hyundai Quốc Việt có thể chăm sóc, hỗ trợ các anh chị tốt hơn ạ. Và bây giờ thì cái khu vực sửa chữa bảo dưỡng của Hyundai Quốc Việt cũng đang có xe, thì sau đây em mời các anh chị di chuyển ra cái khu vực sửa chữa lưu động để mình tham quan xem thì các anh thợ kỹ thuật của Hyundai Quốc Việt đang thực hiện sửa chữa bảo dưỡng như thế nào ạ.
là khách hàng đang tham dự sự kiện trưng bày lấy thử sử dụng lưu động của Hyundai Quốc Việt trong quán cà phê Như Ý của phường Thốt Nốt ngày hôm nay. Các anh chị có thể xem các anh chị kỹ thuật mình đang thực hiện cái anh chị kỹ thuật đang thực hiện cái việc mà sửa chữa và bảo dưỡng của chiếc Kháng 150 này ạ. Kính thưa các anh chị, sửa chữa bảo dưỡng là một hoạt động mà các anh chị cần nên thực hiện xuyên suốt trong quá trình bảo dưỡng xe, giúp cho xe vận hành được tốt hơn. Các anh chị có thể tiết kiệm được chi phí hơn. Các anh chị không phải xe nó không phải hỏng hóc những cái thiết bị mà mình không thể kiểm soát được. Ngoài ra là việc bảo dưỡng thì giúp xe nó có thể vận hành êm ái. Các anh chị có thể tải hàng được tốt hơn, xe di chuyển trên đường ok hơn. Các anh chị sử dụng thời gian sử dụng xe nó sẽ lâu hơn ạ. Các anh chị, hiện tại khu vực sửa chữa của Hyundai Quốc Việt tại chương trình ngày hôm nay là khá là đông đúc. Và hiện tại là có một số xe người ta đang chờ sửa chữa bên ngoài. Sau lượt xe này thì mình sẽ có một số lượt xe khác như là dòng xe H150, S8. Ngày hôm nay trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ thực hiện việc mà sửa chữa bảo dưỡng. Thì khi mà khách hàng đến ngay quán cà phê Như Ý để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thì Hyundai Quốc Việt cam kết là các anh chị sẽ có đầy đủ phụ tùng, có thể thực hiện được các bảo dưỡng. Bởi vì chiếc xe lưu động của Hyundai Quốc Việt là chứa đầy đủ các linh kiện, các thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn của Hyundai có thể thực hiện việc sửa chữa lưu động ở ngoài 3S. Chị đừng quên một cái khuyến mãi mà dành cho các anh chị khi sửa chữa lưu động tại quán cà phê Như Ý ngày hôm nay, đó là anh chị được giảm 20% chi phí công thợ cho lần sửa chữa tại sự kiện ngày hôm nay ạ. Và tin chắc rằng tất cả các thiết bị của Hyundai Quốc Việt được trang bị trên chiếc xe sửa chữa lưu động ngày hôm nay có thể được thực hiện được các hoạt động sửa chữa dịch vụ cho các anh chị khi mà các anh chị mang xe đến tại cái điểm tổ chức chương trình sự kiện của Hyundai Quốc Việt ngày hôm nay ạ. Không chỉ bên cạnh cái việc mà khuyến mãi giảm 20% chi phí công thợ cho xe mà các anh chị sử dụng lưu động, thì khi mà các anh chị mua xe tại sự kiện ngày hôm nay thì các anh chị được tặng tiền mặt lên đến 20 triệu đồng ạ. Và để
trong lúc mà chờ đợi các anh chị kỹ thuật đang sửa chữa thì mình may quay lại chiếc xe S8 và sau đây em sẽ giới thiệu cho các chị về dòng xe S8. Kỹ thuật của chiếc xe S8 GTL này, sau đây em xin mời khách hàng tham quan xung quanh một cái tổng thể bên ngoài của chiếc xe được không ạ? Kính thưa quý khách hàng, trước mắt quý khách hàng đây là dòng xe S8 GTL, một trong những sản phẩm xe tải trung của Hyundai và được Hyundai Quốc Việt phân phối. Kính thưa quý khách hàng, thì xe này được gọi là xe Hyundai S8L với kích thước tổng thể là 7m7 và rộng 2m2, cao phải 3,1m. Và hiện tại cái xe này được trang bị là thùng mui bạc và bửng nhôm. Như các anh chị đã thấy cái phần mui bạc và bửng nhôm, thì kích thước của lồng thùng của chiếc xe này đó là 5m2 nhân cho 2m09 nhân cho 670mm hoặc là 2m. Tổng trọng tải của xe này lên đến 11 tấn và tải trọng chuyên chở là 7 tấn 1. Hiện tại cái xe Mighty S8 GTL này được trang bị là công nghệ Euro 4, một trong những tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, và trong giai đoạn tới những sản phẩm của Hyundai sẽ tiếp tục được áp dụng theo công nghệ Euro 5, một trong những mức công nghệ E được quy định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm phát thải khí ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường cũng như là bảo vệ sức khỏe của mọi người. Như các anh chị đã thấy thì đầu cabin của S8L là một dạng đầu cabin vuông và mang phong cách châu Âu. Ngoài ra thì nó được thiết kế theo cái nguyên lý là khí động học, giúp cho khách hàng khi chạy vận tốc nhanh xe nó vẫn ổn định, giảm lực cản của gió khi mà tác động vào cái đầu cabin của xe. Cụm đèn halogen được bố trí dọc, bao gồm có cả phần đèn sương mù phía trước. Nhìn tổng thể bên ngoài thì S8 GTL này mang phong cách khá là mạnh mẽ, phần kiến thì cũng khá là rộng. Một trong những thiết kế mà phần cabin nhìn nó không có bị
khó coi cũng như là mang đến cái sự mà bắt mắt cho khách hàng khi mà sử dụng dòng xe này dễ nhận diện hơn ạ? Một trong những cái thông tin mà khách hàng quan tâm đó là ngoài ra kích thước thùng, kích thước tổng thể, tải trọng, thì khách hàng thường quan tâm đến động cơ của chiếc xe S8. Thì động cơ của S8 đó là động cơ D4cc với dung tích xi lanh là 2,9 lít và có turbo tăng áp, tạo cho những cái ưu thế mạnh mẽ cho chiếc xe mà khi di chuyển trên đường trường. Một lần nữa thì khách hàng có thể xem tổng thể chiếc xe này với cái thiết kế bẩn nhôm nó khá là đẹp. Mà ngoài ra nó có một số chi tiết inox mà khách hàng có thể thay đổi để giúp cho xe nó sử dụng bền hơn. Cái chi tiết inox này thì ở ngoài thời tiết bên ngoài thì nó sẽ khó hư hơn, chống rỉ sét, và cái độ chắc chắn của nó cũng chắc chắn hơn các bát inox hoặc là cái chi tiết thùng bằng sắt. Trên fanpage, trên cái sóng livestream của ngày hôm nay được đăng ở trên fanpage của Hyundai Quốc Việt, thì một số câu hỏi của anh chị đã hỏi đó là bên mình đã có xe Euro 5 chưa shop ơi. Thì kính thưa khách hàng, sản phẩm Euro 5 sẽ sớm được ra mắt và được Hyundai Quốc Việt phân phối và sẽ được Hyundai sớm ra mắt trong năm 2024. Thì các thông tin về dòng sản phẩm Euro 5 này sẽ được luôn cập nhật trên fanpage của Hyundai Quốc Việt cũng như là fanpage của Hyundai Thành Công Thương Mại, nên quý khách hàng hãy theo dõi các thông tin trên fanpage để có những cập nhật tốt nhất và mình có thể tham khảo được các sản phẩm Euro 5 mới nhất. Chương trình của mình sẽ diễn ra vào lúc từ 7 giờ đến 15 giờ với các ưu đãi khuyến mãi như là giảm 20% chi phí công thợ cho khách hàng sử dụng dịch vụ và tặng tiền mặt lên đến 20 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong chương trình Hyundai D ngày hôm nay ạ. Em đang cần dòng xe Euro 5 loại 1,5 tấn. Dạ, có khách hàng đang hỏi về sử dụng dòng xe Euro 5 loại 1,5 tấn. Thì hiện tại thì cái thông tin về sản phẩm Euro 5 thì sắp ra mắt, nên anh chị vui lòng để lại thông tin ở dưới khung chat thì bên em sẽ trực tiếp liên hệ với các anh chị để xem xe khi nào mà có sản phẩm Euro 5 được Hyundai cho ra mắt ạ. Và hiện tại thì kính thưa anh chị, hiện tại địa chỉ của tổ chức chương trình của em đó là tại quán cà phê Như Ý, phường Trung Thạnh, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì các anh chị có thể mang xe đến đây để hưởng các ưu đãi dịch vụ của bên em ạ. Mua xe thì có được khuyến mãi gì không ạ? Dạ thì hiện tại thì xe mua xe cho áp dụng cho các dòng xe Hyundai tại Hyundai Quốc Việt thì các anh chị có thể được tặng tiền mặt lên đến 20 triệu đồng cho ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn các anh chị đã có những cái lời khen dành cho sản phẩm S8 GTL hôm nay và có những cái đóng góp ý kiến nào các anh chị cần mà bên em giải đáp thắc mắc, hoặc là cần biết thêm cái thông tin nào các anh chị cứ inbox vào trực tiếp vào khung chat ngày hôm nay ạ. We'll be right back.
Trả lời được một số câu hỏi mini game với nhiều phần quà hấp dẫn của Hyundai Quốc Việt, giống như là phần quà liên quan đến dù, phần quà về bình giữ nhiệt và hoặc là áo thun Hyundai. Hyundai Quốc Việt sẽ liên hệ trực tiếp với các anh chị có câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất trong cái chương trình mini game để gửi những phần quà hấp dẫn cho các anh chị. Kính thưa anh chị, thì Euro 5 là một trong những tiêu chuẩn khí thải cao nhất sắp được áp dụng cho sản phẩm của Hyundai. Thì theo quyết định số 49 năm 2011, thì quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì tất cả các xe sản xuất lắp ráp mới và nhập khẩu vào Việt Nam đều phải được áp dụng theo mức tiêu chuẩn khí thải mức 5. Cái việc mà áp dụng khí thải mức 5 này sẽ làm giảm cái hiện tượng nhà kính và nóng lên của trái đất. Thì việc áp dụng mức 5 hay là mức 4 thì cũng là mục đích chung của nó là giảm phát thải khí NOx gây được hại sức khỏe cho con người. Và công nghệ được sử dụng trên động cơ của xe khi mà áp dụng mức tiêu chuẩn khí 5 đó là động cơ hồi lưu khí xả. Trong những công nghệ mà được Hyundai sẽ áp dụng trên sản phẩm Euro 5 đó là công nghệ hồi lưu khí xả để xử lý khí thải đạt mức tiêu chuẩn mức 5. Và ưu điểm của cái công nghệ này so với các công nghệ khác thì nó sẽ như thế nào? Đó là công nghệ Euro 5 sẽ hoàn lưu cái phần khí xả vào cái họng nạp của động cơ, làm cho giảm cái lượng oxy trong động cơ. Từ đó thì giảm được cái phát thải của khí NOx làm nitrogen, làm cho các gây hại cho cơ thể. Nó sẽ tối ưu hơn cái việc mà sử dụng xử lý khí thải bằng công nghệ ure, thì bởi khách hàng có phải nạp ure thường xuyên, canh mức lượng nhiên liệu ure, và một số trường hợp thì ure nó không được phổ biến như dầu diesel, nó chỉ được cung cấp và nạp ở một số trạm xăng hoặc là trạm dầu. Nó không được phổ biến như dầu, các anh chị còn phải lưu trữ nó, mang vác nó trong quá trình vận hành và bảo dưỡng xe. Trong một số trường hợp thì mức ure nó dưới mức tối thiểu thì động cơ nó sẽ buộc phải khởi động lại bằng một số thiết bị chuyên dụng. Cái này nó sẽ gây phiền hà cho quá trình sử dụng sản phẩm của xe. Những cái công nghệ tiên tiến của Hyundai sẽ giúp được đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng, có thể giảm được cái chi phí trong quá trình vận hành bảo dưỡng. Ngoài ra làm sẽ giảm được tiếng ồn động cơ, làm động cơ nó sẽ vận hành tốt hơn. Thì trong phiên live hôm nay thì có hoạt động mini game, thì có những phần quà mà Hyundai Quốc Việt sẽ dành cho quý khách hàng. Thì quý khách hàng trả lời câu hỏi nhanh nhất trong cái phiên live stream này, trong những câu hỏi mà em sẽ đặt ra trong hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà em sẽ đặt cho quý khách hàng trong cái mini game này đó là công nghệ xử lý khí thải mà Hyundai sẽ áp dụng trên động cơ Euro 5
động cơ theo mức xử lý khí thải Euro 5 là gì? Thứ nhất, đáp án A đó là công nghệ xử lý ion. Thứ hai, đáp án B đó là công nghệ hồi lưu khí xả. Đáp án C đó là công nghệ xử lý khí thải bằng ure. Các anh chị có thể trả lời bằng cách bình luận câu trả lời của mình vào khung chat của phiên live stream, thì em Phiên Đài Quốc Việt sẽ liên hệ trực tiếp đến các anh chị có chỗ trả lời đúng nhất để gửi đến những phần quà của Phiên Đài Quốc Việt. Em xin nhắc lại câu hỏi đầu tiên, đó là công nghệ xử lý khí thải mà Hyundai sẽ áp dụng trên động cơ Euro 5 là gì? A đó là công nghệ xử lý ion, B là công nghệ hồi lưu khí xả, C là công nghệ xử lý khí thải bằng ure. Dành cho câu hỏi số 1 của cái phiên live stream mini game ngày hôm nay, các anh chị hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi vào khung chat của mình để mình đón chờ câu hỏi số 2 cái mini game ngày hôm nay. Và câu hỏi số 2 em xin đặt cho quý khách hàng, đó là ưu điểm của công nghệ hồi lưu khí xả là gì. Đây là một trong những ưu điểm mà em đã chia sẻ với các anh chị trong cái nội dung của cái kiến thức về Euro 5 đã ở đầu video, đầu phiên live stream. Thì đáp án A đó là tăng hiệu suất động cơ, đáp án B đó là giảm độ ồn của động cơ, và đáp án C là cả A và B các anh chị. Và sau đây em sẽ nhắc lại câu hỏi của câu hỏi số 2 của mini game, đó là ưu điểm của động cơ hồi lưu khí xả là gì. A là tăng hiệu suất động cơ, B là giảm độ ồn của động cơ, C là cả A và B. Các anh chị hãy trả lời câu hỏi mình vào khung chat. Và những các thông tin em đặt câu hỏi này, các anh chị có thể đã theo dõi được ở cái phiên đầu của live stream. Trong tuần lúc chờ đợi các anh chị trả lời câu hỏi, thì em sẽ có một số câu trả lời cho các anh chị khi đặt câu hỏi trên khung chat, đó là chương trình khuyến mãi khi mua xe mới và bảo dưỡng sửa chữa tháng này là gì ạ? Và kính thưa anh chị, chương trình khuyến mãi mà dành cho xe mua xe mới này là tặng tiền mặt lên đến 20 triệu đồng. Và tại buổi hôm nay thì các anh chị sửa chữa bảo dưỡng thì được giảm 20% chi phí công thợ ạ. Tiêu chuẩn mức 5 nó khác mức 4 như thế nào? Thưa anh, thì câu trả lời của em sẽ dành cho anh, đó là mức 5 thì sẽ giảm được lượng phát thải tiêu chuẩn nhiều hơn, nó sẽ có các tiêu chuẩn áp dụng, nó hạ cái mức quy định về các nồng độ mà khí thải nó phải phát thải ra không khí so với mức 4. Điều này đó là nó giảm được các hiệu ứng như các khí thải như là nitro oxidit ra ngoài, làm cho cái môi trường nó bị ô nhiễm hơn ạ. Đó là ưu điểm của công nghệ hồi lưu khí xả là gì? A là tăng hiệu suất động cơ, B sẽ là giảm độ ồn động cơ, và C là cả A và B. Và sau đây mình sẽ di chuyển lại tiếp tục cái khu vực mà sửa chữa lưu động để xem các anh thực viên đã sửa chữa và bảo dưỡng cái xe H150 như thế nào các anh chị. Và sau đây xin mời các anh chị cùng đi theo dõi.
số hotline của Hyundai Quốc Việt, hotline dịch vụ của Hyundai Quốc Việt đó là 0827 111 1277 để được sửa chữa bảo dưỡng lưu động khi mà các anh chị có sự cố bất ngờ mà đối với xe mình khi mà trên đường. Thưa các anh chị, một trong những cam kết mà của Hyundai Quốc Việt có thể cam kết cho các anh chị đó là hoạt động sửa chữa bảo dưỡng của Hyundai Quốc Việt hoàn toàn sử dụng các phụ tùng và các điều kiện, các phụ tùng luôn luôn chính hãng, và kỹ thuật viên của Hyundai Quốc Việt luôn được đào tạo theo tiêu chuẩn của Hyundai HTCV, Hyundai toàn cầu. Các anh chị yên tâm cho cái việc sửa chữa bảo dưỡng các dòng xe của Hyundai của mình. Hoạt động bảo dưỡng thì đang được diễn ra tại quán cà phê của Như Ý tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Các anh chị có thể liên hệ ngay số hotline 0827 111 77 để các anh chị đặt lịch hẹn.
lại cái chiếc xe E8. Đến sửa chữa và bảo dưỡng, như các anh chị đã thấy có khoảng 4 chiếc xe E8 đang đến thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tại chương trình của Hyundai Quốc Việt ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, quý khách hàng yên tâm cho cái việc sửa chữa bảo dưỡng này, vì Hyundai Quốc Việt cam kết các sản phẩm các anh chị sử dụng đến Hyundai Quốc Việt đều là chính hãng và kỹ thuật viên đều có tay nghề theo tiêu chuẩn của Hyundai toàn cầu. Các anh chị có thể thấy từ phía xa mình có 3 chiếc và 4 chiếc E8 mình đang chờ trong khu vực mà chờ bảo dưỡng sau khi mà tiếp nhận chiếc xe H150. Và bây giờ xin mời quý khách hàng cùng quay lại với chiếc xe S8, mình sẽ cùng nhắc lại một số thông số kỹ thuật cũng như là các tính năng của xe S8 trong ngày hôm nay ạ. Số câu trả lời dành cho khách hàng trong cái phần mini game của ngày hôm nay, và em đang thấy là các anh chị có một số anh chị đã trả lời câu hỏi đúng cho cái phiên mini game, hai câu hỏi trên mini game, thì Hyundai Quốc Việt sẽ liên hệ trực tiếp với các anh chị để gửi những phần quà của Hyundai Quốc Việt đến cho các anh chị. Và sau đây em xin nhắc lại một số cái thông tin chi tiết của chiếc xe S8 GTL ngày hôm nay các anh chị, để có thể anh chị quan tâm và liên hệ được Hyundai Quốc Việt tư vấn và có thể bán cho các anh chị cái sản phẩm Hyundai tin cậy ạ. Là chiếc xe S8 GTL, một trong những phiên bản mà được ưa chuộng trong dòng xe tải trung. Với kích thước tổng thể của nó là 7m7 nhân cho rộng là 2m2 và chiều cao là 3m1, thì bên đây Mighty S8 GTL được trang bị động cơ D4 cc với dung tích xy lanh là 2,9 lít. Nó sẽ tạo lên những cái có turbo tăng áp mạnh mẽ giúp cho khách hàng có thể thuận tiện vận hành trong quá trình mà đường trường. Tổng tải trọng của chiếc E8 này hiện tại đang là tổng tải trọng 11 tấn và tải trọng chuyên chở của nó lên đến 7 tấn 1, đang sử dụng động cơ là Euro 4, và sắp tới đây các dòng xe của Hyundai sẽ tiếp tục được áp dụng động cơ Euro 5. Cabin thì vẫn là cabin vuông truyền thống. Hiện tại xe S8 GTL này đang được đóng thùng mui bạc với bẩn là bẩn nhôm, làm cho thiết kế của bên ngoài của S8 GTL này cảm giác như là sẽ lịch sự hơn, thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn. Thank you.
chị, trên tay em đây là một sản phẩm lọc gió của được cung cấp bởi các phụ tùng chính hãng của Hyundai. Thì các lọc gió này các anh chị yên tâm khi mà sử dụng tại Hyundai Quốc Việt. Cái sản phẩm này thì đúng là những sản phẩm mà của Hyundai cung cấp cho đại lý Hyundai Quốc Việt để có thể thay thế cho các phụ tùng sản phẩm xe Hyundai. Ngoài ra thì tại buổi livestream hôm nay thì các anh chị còn có các sản phẩm như là lọc nhớt và lọc dầu. Anh Quý. Các anh chị có thể thấy là các sản phẩm này hoàn toàn là được cung cấp bởi Hyundai. Các anh chị có thể phân biệt, dễ dàng phân biệt các phụ tùng này bên ngoài như thế nào và có dễ dàng phân biệt các phụ tùng trôi nổi bên ngoài so với các sản phẩm phụ tùng chính hãng của Hyundai. Thì khi mà lắp ráp và sử dụng các phụ tùng này, các anh chị cứ yên tâm, nó phù hợp với tất cả các sản phẩm Hyundai. Các anh chị có thể thấy nó là hoàn toàn từ Hàn Quốc và được Hyundai cung cấp. Là 250 1 là 250 1. Thì hiện tại là chú đang sử dụng bao nhiêu xe H150 là mấy xe Hyundai chú? Hyundai này là một con 2,5 tấn với con 2 tấn. 2 tấn hả chú? Giờ dự định là mình sẽ mua thêm cái sản phẩm nào nữa chú? Mua thằng nhỏ nữa, bị thằng nhỏ ăn vô nông thôn á. Tay ghép dưới tấn. Hiện tại bên con có một dòng xe là H150 1,5 tấn thì cái đó phù hợp với nhu cầu của chú không ạ? Không tấn rưỡi hay lớn à, mình kiếm dưới tấn á, khoảng 800 kg á, biết không, cái đường vô đường đan á. Hiện tại thì cái con này nó, em con thấy là nó cũng phù hợp với mấy cái đường nông thôn của mình, với chiều rộng nó khoảng 3 m, thường là phần nông thôn là 3 m, thì cái này nó vô được tấn rưỡi đó hả? Dạ đúng rồi, tấn rưỡi nó cũng khá là nhỏ và cũng khá là phù hợp á chú. Tại vì cái đường nông thôn hiện tại bây giờ mình cũng tối thiểu là khoảng 3 m đến 5 m, thì đúng, cái con này phù hợp. Còn xe này thì N250SL, có ngoài ra có sản phẩm là 250S-1 nữa, thì sản phẩm này nó cũng phù hợp cho mình xe đi trong thành phố. Quan trọng là cái phần mà tải trọng của chú sử dụng thôi. Thì ở nhà thì đang xài con 250 đó, thì nó thùng lửng. Dạ. Với con 20 á. Dạ. Á. Mình sử dụng cái sản phẩm Hyundai mình thấy ok không chú? Nó thì rất ok rồi, cái độ chạy nó rất êm. Êm hơn đúng không chú? Dạ. Giờ cho tôi hỏi cái nè, cái máy lạnh của nó giờ đó là khoảng bao nhiêu tiền? Là chú muốn lắp thêm hay là nâng cấp thêm động cơ của máy lạnh? Nó bình lạ, máy lạnh của nó hư rồi. Dạ. Là mình lại cái tạo lại cái mới á. Dạ. Bây giờ con sẽ cho phụ tùng trả lời với chú luôn. Anh Hoàng ơi, chú muốn hỏi cái phần mà máy lạnh của xe thì bây giờ nó hư thì mình sẽ thay đổi, thì chi phí nó khoảng bao nhiêu? Chi phí cũng tùy thôi chứ. Nếu trường hợp mà xe mình nó máy lạnh mình nó mất do cái nguồn điện thì mình nên kiểm tra nguồn điện lại. Còn nếu mà trường hợp là do cái hệ thống mà ga lạnh nó hết ga, mình kiểm tra vệ sinh lại cái đường ống ga lạnh, dàn lạnh và dàn nóng, sau đó mình sạc ga lại chút. Có đem lên Thaco thì nó hư cái một phần máy luôn hả? Cái lốc lạnh hả chứ? Cái lốc lạnh. Nếu mà trường hợp lốc lạnh thì mình thay lốc lạnh rồi mình xin mình sạc ga lại thôi chứ. Có đem lên nó
bảo dưỡng mấy lần này nó hư rồi, không có làm được. Là định rồi cái mới luôn. Dạ. Nếu mà nó xe của mình là xe gì chứ? Hyundai mà. Hyundai 25. A50 á. Nếu mà là A50 thì ca 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 ca. A50 con có đồ luôn, tại A50 con có đồ. Dạ cái đó là giờ giá cả mà hỏi thằng cho biết là dạ. Phải là nó kêu đến nó chạy dưới. Dạ. Một chút xíu nữa chú cho bạn cố vấn xin số điện thoại đi, con sẽ xin thông tin chú trước, xin thông tin xe, sau đó con sẽ lên báo giá gửi cho chú. Nếu mà chú thấy giá hợp lý thì chú cho xe xuống đi, con sửa chữa. Rồi. 0908. Dạ đây. 0908. 451. Cái dòng xe 250 ở dưới con cũng sửa. Tại dòng đó xe sử dụng. Bây giờ dòng đi ra phòng qua của thằng cô á. Dạ. Mà nó không hơi chổi rồi nó làm nó không có được như của cái dòng hãng của mình. Dạ. Thì mình thấy gần đây thì mình chạy lên em bảo dưỡng mình. Hyundai bốn vị của con thì chỉ cần xuống ông môn chút xíu là chú. Mình bảo dưỡng cái sản phẩm xe Hyundai này nó sẽ ok. Đóng chiếc ba chân là có xuống là tính đặt chiếc Hyundai đó. Dạ. Thấy mình dặn mình chở hàng nó không có quá tải á. Thì thôi bạn bè nó giới thiệu nó mới qua Isuzu. Dạ. Là chú mới lấy con còn ba chân đi. Còn cái vàng xe con thì chú lấy bên hãng của mấy đứa mà. Dạ. Hyundai xài hả em hả chú? Không em, nó cái độ nhúng nó chạy là như bay đó. Bây giờ mình có thể bây giờ hiện tại là chú đang quan tâm cái dòng xe 1 tấn hoặc dưới 1 tấn. Thì hiện tại con có dòng xe H150 1 tấn rưỡi thì cái độ nhúng, cái độ êm của nó cũng tương tự như cái dòng xe khác. À, thì bây giờ chú có thể thử lấy thử cái dòng xe H150 chú cảm nhận không? Có nhiều khi là chú chú nhìn qua chú biết đã là chạy cái độ nhúng nó là rất dạ. Okay. Nhưng mà bây giờ thì nó có một cái dòng H150 chú có thể trải nghiệm thử so sánh được với cái dòng xe dưới 1 tấn khác thì nó sẽ ok hơn đó chú. Còn cái 1 tấn thì chú chưa biết nha. Chứ dạ. Dưới 1 tấn thì chú chưa biết chứ cái dòng chú có chạy dòng 2 tấn nha, 2 tấn rưỡi. Dạ. Là chú biết rồi. Mới đầu chú lên chạy cho chạy xe không ha. Dạ. Mới kiểu này sao cho hàng chắc lâu chắc cái nhíp nó phải là vốn rồi. Mà khi mà mình cắt lên là đủ tải đó, tải của mình thằng Y Gan chạy trên công. Dạ. Chú ok nó là cái dòng này là quá ok. Dạ. Dạ. Nếu mà được thì mình ra mình trải nghiệm xe luôn đi chú. Cái con 1 tấn rưỡi này là con cũng hy vọng là chú sẽ có một cái nhìn khác gì nó, cũng có lựa chọn cho nó. Tại vì nó khá là rất là êm mà nó rất là gần như là nó được so sánh giống một chiếc xe du lịch luôn đó chú. Ừ, xe nhà chú nè. Hai nè. Đó đó, đó đó. Vậy chú có bảo dưỡng không chú? Đi bảo dưỡng ở trên hãng. Mà giờ hết bảo dưỡng rồi. Dạ, hiện tại giờ có bảo dưỡng sửa chữa luôn. Chú có muốn mình sửa chữa bảo dưỡng không? Thì hiện tại bên con đang có khuyến mãi giảm 20% chi phí công thợ. Phụ tùng thì cũng có sẵn, dầu nhớ cũng có sẵn. Thì chú có thể chú chỉ là cái máy lạnh đó không đó. Dạ. Bây giờ đi rồi có gì báo mình chú. Dạ. Dạ ok. Dạ. Mấy lần sau chú có cần bảo dưỡng thì chú đến đại lý con, tụi con sẽ hỗ trợ tiếp chú được không? Dạ dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Chú cái máy lạnh chú bảo giá. Kính thưa các anh chị, phiên live stream của Hyundai Quốc Việt sắp kết thúc và chương trình của trưng bày lấy thử cũng như kết hợp sửa chữa lưu động sẽ luôn được tiếp tục diễn ra từ 7 giờ đến 15 giờ. Quý khách hàng có nhu cầu hãy mang xe đến tại vị trí quán cà phê Như Ý của quận Thốt Nốt, Ô Môn, tuyến tránh Thốt Nốt thì các anh chị có thể đến đây sửa chữa, thực hiện bảo dưỡng để hưởng các ưu đãi khuyến mãi giảm 20% chi phí công thợ cũng như mua xe Hyundai tại Hyundai Quốc Việt. Tham gia
thì nó nào nghe nó quá lớn, bởi vì mình cần cái chiếc nhỏ nữa đó. Dạ. Quà đâu mà phải phạt tao rồi.
kiện gắt. Việt Nam gắt. Linh kiện quá thì gắt Việt Nam. Dạ. Máy thì cũng làm Việt Nam đóng luôn. Ủa đó Cần Thơ, chứ không phải Việt Nam. Thường Quốc Việt. Đóng Cần Thơ. Nói cho nó gần. Không, là do bên Quốc Việt đóng. Xe thì toàn bộ là của Hyundai hết à. Được chưa? Giữ miếng chú đây. Rồi chưa? Cũng làm gì giữ miếng. Con có thấy giữ miếng lại chú đây. Giữ thì dứt. Nghe đẹp quá đặng, đẹp mấy giờ kia nữa. Chị đó, không lấy đẹp quá. Kêu bằng lạnh đó. Khỏe rồi, có một hộp. Lạnh đông sáu rồi. À mấy cái này vết bụi nè. Lạnh đông sáu rồi. Chạy về cùng đội. Đồ đạc để nó có mấy cái đi. Đồ mình đó. Lạnh đông sáu rồi. Không sao. Đóng nhiều vừa thôi. Vừa đó. Ai vậy? Vậy là mua trong ông hai là chạy đúng không? Hai là ông chạy quẹ. Chạy quẹ, chạy quẹ. Đủ má, xưa tôi dạy nó lái xe mà giờ nó tôi chạy quẹ. Ông ấy tôi mang nhiều đó. Dạ rồi. Ông hai giờ ông chạy xe có hai cái kiện. Một cánh là hai cánh hai cái số. Đi đường sáu sáu. Cái phần chi tiết thùng có thể ngắn là được không? Nếu như nhu cầu của khách là cái thùng dài thì cái thùng cỡ đó là cũng vừa đủ điều chỉnh là được. Bẹp làm mát thôi chứ nó bẹp làm mát chữ mà thắng đủ đó. Tải trọng chú là đang cần như chú? Nó từ 4 tấn rưỡi trở lại à. Nhưng mà nó phải trên 2 tấn rưỡi. Vậy là 3 tấn rưỡi. Bên là con có con 75 mét. Con đó cũng ngon lắm chú. Ở chú ở đâu chú? Dạ. Chợ Trung An nè. À Trung An Cờ Đỏ à. Cái chợ Lấp Giò chợ Trung An vậy đó. Dạ dạ dạ. À, cầu rồi đây như cầu Bắc Đuông rồi nó có 8 tấn, 3 tấn rưỡi là nó tiêu chuẩn. À còn thấy mấy cái nó có mấy cái đập mấy cái cầu bự đó thì cái đó cũng xe nó qua cũng ok đó, tại vì khu Trung An Cờ Đỏ đó là khu vừa lúa vừa gạo. Dạ, có 8 tấn nhà đường nó có 8 tấn. Dạ đúng rồi, giữa khu vừa lúa vừa gạo. Là, từ 4 tấn rưỡi trở lại thì đủ chuẩn đi thôi chứ còn bự quá thì đâu có đủ đi được ra. Dạ. Lấy che luôn đi ba ơi. Đi dưới tấn nữa ha. Anh đây đi. Sao chú? Sau khi mà lái xong rồi sao? Thôi, anh cho em nó rất êm, chạy tiếng máy nhẹ nhàng ấm, máy lạnh ok, máy lạnh ok, máy lạnh là ngon ngon rồi đó. À, mấy cái xe này mà chú mà qua mấy dốc cầu cao nó nhịp cái nhịp của trước nhịp êm lắm luôn, nhịp êm lắm luôn chứ không phải là như là nó xài phượt bơi gì đó. Đúng rồi nó nhịp êm lắm chứ không phải giống như mà mấy xe nhỏ khác nó lắc qua cả nhịp cầu đó nó nhịp nguyên cái xe luôn, nó lắc luôn, còn cái nhịp của phần chiếc xe hắn cũng vậy, nó nhịp êm lắm. Nó nhịp nó như là du lịch vậy đó. Dạ đúng rồi. Bởi nãy cũng xịn lắm. Bởi nãy trước
trước khi là anh chưa có lên xe của Cưng phải không? Dạ đúng đã, rồi. Đã có nói rồi. Đúng rồi. Khi mà chạy xe trải nghiệm xe không á, chạy nó nhúng cũng như là du lịch. Dạ đúng rồi. Là anh nghĩ nó là chắc hàng lên chắc là nó sẽ sốc. Dạ đúng. Mà ai ngờ nó không sốc mà nó rất ngon. Đúng rồi. Bởi vì anh đã có dùng qua của nó rồi. Dạ. Hả? Bây giờ là ở nhà thì nó ngay ba anh cũng cần cái xe dưới Tấn đó, cậu ăn Thắng nhìn ký đó. Dạ. Thì khi nào mà có về cái dòng đó thì điện cho dạ. Anh hai. Dạ dạ. Dạ, bên em sẽ lấy thông tin của mình lại rồi xong cái bên sẽ cố gắng là sẽ có tư vấn cho anh cụ thể hơn. Ê, cũng sắp tới sẽ ra động cơ Euro 5 thì chắc cũng sẽ có phân bón. Dạ. Euro 5 này nó thải dài nước nước hóa học nữa rồi. Dạ. À. Nó cái đó nó mất tiền á. Dạ. Mất tiền hơn cái Euro 4 này. Dạ, nhưng mà nhờ xu thế chung là bây giờ là phải áp dụng công nghệ Euro 5 để bảo vệ môi trường. Thật ra rồi. Là cũng trực tiếp là mình cũng là người mà tác động trực tiếp của môi trường, tác động trực tiếp cho mình, mình cũng phải góp phần chút xíu nào đó. À. Dạ dạ, cũng hy vọng là sản phẩm Euro 5 này của Hyundai. Nhưng mà nó thật chứ chú là sản phẩm Euro 5 Hyundai ra sẽ chắc có ưu thế hơn mấy sản phẩm khác. Tại vì Euro 5 của Hyundai nó không sử dụng ure. Không sử dụng ure xử lý hệ mà sử dụng công nghệ quản lý khí xả là sẽ giảm được cái nồng độ mà khí thải xả ra ngoài. Còn sử dụng ure thì chú phải đến một cái số mà cái cây xăng nó có nạp ure để nạp. Rồi trong trường hợp mức ure nó dưới mức tối thiểu á thì xe nó không còn hoạt động nữa, mình phải khởi động lại bằng một số thiết bị chuyên dùng. Cái thứ hai nữa đó là ure thì nó không có sẵn tại mấy cây xăng, còn một số cây xăng nó không có, mình phải mang theo. Rồi nó làm cho tiếng ồn động cơ nó cao hơn. Rồi xe nó vận hành thêm khi bảo dưỡng hơn. Dạ cái này phần thuộc về bảo dưỡng, con sẽ cho bảo dưỡng tư vấn với chú à. Bảo dưỡng lần nào? Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Năm ngàn. Dạ. Con bụng quá chạy nhớ rồi hai à. Quá không nhớ hai à. Năm ngàn nè. Mới thứ năm mươi ba cái mới thôi. Mới Hyundai đa số 5.000 mà thứ hai của hãng Hyundai Xin thưa các quý anh chị, phiên livestream của Hyundai Quốc Việt đến đây là kết thúc. Các anh chị hãy vui lòng theo dõi phiên livestream tiếp theo vào mùng 10 âm lịch hàng tháng trên fanpage của Hyundai Quốc Việt. Và ngày hôm nay chương trình trưng bày lái thử và sửa chữa lưu động vẫn đang tiếp tục tại quán cà phê Như Ý của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ từ 7 giờ đến 15 giờ để hưởng các ưu đãi. Quý khách hàng hãy vui lòng mang xe đến thực hiện bảo dưỡng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.